Ngày 18 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với 3 bị cáo có liên quan đến sai phạm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Trạch trên kết quả phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Các bị can gồm Nguyễn Văn Hồng, sinh năm 1964, cựu tổng giám đốc, thành viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Trạch; Phan Thanh Vĩnh Toàn, sinh năm 1983, cựu tổng giám đốc, thành viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Trạch; Đỗ Tấn Điềm, sinh năm 1962, cựu thành viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Trạch, về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí quy định tại điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Các đối tượng này được xác định giữ vai trò quan trọng trong việc cùng với đối tượng Quách Văn Đức đã bị khởi tố bắt tạm giam, nguyên là chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Trạch, thực hiện hành vi sử dụng tài sản công trái quy định của pháp luật gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn.